Vâng, em Tuấn Ô Tô Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ em Tuấn Hải Phòng. Vâng, tiếp tục ngày hôm nay thì em lên sóng quay cho quý anh chị các bạn mẫu xe Kia Forte được sản xuất năm 2012 và đăng ký lần đầu tiên năm 2013 với động cơ 1.6 số sàn quý anh chị các bạn nhé. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ nữ đi từ mới, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm. Vâng, có cả cửa sổ nắp các kiểu đầy đủ. Vâng, xe trang bị la răng đúc cũng như hệ thống phanh ABS và hệ thống túi khí đầy đủ trên xe. Vâng, xe được mang biển kiểm soát tương đối đẹp 37A08448 quý anh chị bạn nhé. Vâng, chiếc xe mang lốp sơn màu vàng cát rất là đẹp quý anh chị bạn nhé. Vâng, sơn gì rất là mỏng tanh. Đầu đó xi nhan đã tích hợp chân gương cũng như là gương kính cục xe, chỉnh điện hết được các quý anh chị bạn nhé. Vâng, chỉ giá chỉ có chưa đến 300 triệu đồng, chính xác là 298 triệu đồng quý anh chị bạn sở hữu ngay chiếc Kia Forte sản xuất năm 2012 và đăng ký lần đầu tiên năm 2013. Vâng, đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2023, đăng kiểm dài miên man luôn quý anh chị bạn nhé. Vâng, xe một chủ nữ đi máy số zin, cam kết quý anh chị bạn máy số zin. Tất cả phần đèn quý anh chị phải quan sát, đèn rất là đẹp nhá. Có một dải đèn led ở dưới rất là đẹp luôn. Một đèn halogen của cả đèn bi, salon đều có hết. Vâng, đâu đó thì la răng đúc 4 bánh quý chị nhá. Quý chị bạn phải quan sát. La răng đúc 4 bánh, màu này rất là đẹp luôn, không phải màu vàng cát mà màu trắng sữa đấy. Trắng hơi đục màu sữa quý anh chị bạn nhá. Vâng, lốp dép mới khoảng tầm 85% quý anh chị bạn nhá. Lốp dép mới khoảng 85%. Vâng, quý chị mua về lốp dép này vẫn chạy được khoảng 2.5-3 năm thoải mái. Vâng, cảm biến lùi trang bị đầy đủ cũng như cả hệ thống camera lùi trang bị đầy đủ trên xe. Vâng, giá chỉ ra rất ưu đãi, giá chỉ 298 triệu thôi. Quý chị bạn sở hữu ngay chiếc Kia Forte sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu tiên năm 2013, động cơ 1.6 số sàn quý chị bạn nhé. 1.6 số sàn thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó đâu đó khoảng 6.5-7 lít/100 km đường trường cũng như đường hỗn hợp thì mất khoảng 7 lít quý anh chị bạn nhé. Vâng, đây là phần tôn vỏ cũng như là keo chỉ cua lốp của em nó còn nguyên zin quý anh chị bạn thể quan sát. Cái thần cua lốp này chưa móp méo gì quý anh chị bạn luôn, chưa móp méo sộc sạch gì cả, rất là đều đẹp luôn. Đây cái phần tôn vỏ quý anh chị này, từ 23 giờ đến giờ chủ đi rất giữ gìn, phải là tôn vỏ rất là sạch sẽ sáng bóng quý anh chị bạn nhé. Một mẫu xe gia đình không taxi dịch vụ gì, một chủ nữ đi thì mới, cam kết máy số zin mấy chị quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Vâng, Kia Forte form dáng rất là bắt mắt nhé quý chị bạn phải quan sát, form dáng rất bắt mắt. Vâng, bản này bản nội địa Việt Nam quý chị bạn nhé, không phải là bản nhập khẩu, cũng đã được trang bị cửa sổ nóc các thứ đầy đủ quý chị bạn thể quan sát, cửa sổ nóc đầy đủ cũng hệ thống nội thất của em nó giờ quay nội thất cũng như keo chỉ bốn cánh cho quý chị bạn tiện hoặc quan sát. Keo chỉ bốn cánh quý chị bạn, keo chỉ bên cánh lái, bao zin mà quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Keo chỉ bao zin cũng như cái lỗ kỹ thuật này vẫn còn vuông đét quý chị bạn nhé. Lỗ kỹ thuật còn vuông đét hay lỗ tròn nó còn tròn vo luôn. Mặt tabi tắp lô của dòng xe gia đình này quý chị bạn thôi không phải bàn về cái độ vân sần của nó. Vân sần rất là nổi trội cũng như là phần da còn nguyên bản luôn. Tất cả hệ thống gương kính chỉnh điện cũng như là lên xuống kính này đầy đủ. Vâng, tiếp theo là keo chỉ bên cánh lái bên phụ quý chị bạn thể quan sát, keo chỉ bao zin quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Keo chỉ bao zin một mẫu xe gia đình nhìn lại mà chủ nữ, một chủ nữ đi từ mới, cho nên quý chị anh chị bạn hoàn toàn yên tâm, không có phá phách xe gì cả, xe còn nguyên bản mọi thứ. Vâng, vân sần tắp bi tắp lô phải nói tuyệt vời luôn. Nội thất được bọc ghế da nguyên bản quý chị bạn, ghế da nguyên bản theo xe rất là đẹp, da này ngồi rất là mịn mà sạch sẽ. Vâng, cửa sổ trời đấy ạ, chân nỉ nguyên bản, ghế da nguyên bản quý chị bạn nhé. Nội thất tuyệt vời luôn, chỉ giá chỉ có 298 triệu thôi, chỉ có 298 triệu thôi quý chị bạn sở hữu ngay chiếc Kia Forte được sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu tiên lăn bánh năm 2013. Vâng, keo chỉ bao zin quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Vâng, keo chỉ bao zin, keo chỉ bao zin quý chị bạn nhé. Vâng, chủ đi cũng tương đối là giữ gìn, cho nên là đã được ốp cả những cái nẹp chân kính là ốp mạc chrome hết quý anh chị các bạn nhé. Nẹp chân kính ốp mạc chrome hết, tabi tắp lô của nó quá sạch sẽ và đẹp, phần sần đầy đủ, phần da là còn nguyên bản này, rất là mềm mịn quý chị các bạn nhé, da rất là mềm mịn, tắp lô thì đẹp tuyệt vời luôn, túi khí trang bị đầy đủ cũng như hệ thống cửa sổ nóc. Vâng, chiếc xe tư nhân gia đình đi lại nên rất là đẹp.
Ô đô chuẩn của em nó 8 vạn quý chị bạn nhé. 8 vạn tròn. 8 vạn 377 cây. Vâng. 80.377 cây. Đi chuẩn 8 vạn nhé. Vâng, đã được lên cả màn hình Android. Tích hợp SIM 4G quý chị bạn nhé. Tích hợp SIM 4G và cổng nối USB. Vâng, xe trang bị rất nhiều đồ chơi. Sau đây em sẽ khởi động khoang động cơ cũng như là quay qua phần khoang cốp quý chị bạn tiện quan sát chiếc Kia Forte 2013 đăng ký lần đầu 2012 đăng ký lần đầu tiên năm 2013. Vâng, nội thất vô lăng củ số rất là đẹp quý anh chị bạn để quan sát ạ. Vâng. Chiếc xe Kia Forte không một lỗi nhỏ luôn, keo chỉ 4 cánh zin cũng như là bây giờ mặt cái mặt vô lăng của nó phải nói là quá đẹp luôn quý chị bạn nhé. Mặt vô lăng quá đẹp. Vâng. Vô lăng củ số tuyệt vời luôn. Chủ mới đi cũng 8 vạn thôi nhá. Quý chị bạn nhá. Đây phần tôn vỏ của phần cốp này, quý chị bạn quan sát này. Rất là sạch sẽ sáng bóng nhá. Những cái lỗ đinh tròn, đinh vuông, lỗ vuông của lỗ kỹ thuật đây là còn vuông đét quý anh chị bạn nhé. Vâng. Đây cái phần nỉ của cái phần ốp ở sau cốp vẫn còn nguyên zin quý chị bạn nhé. Keo chỉ thì bao zin quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Keo chỉ bao zin rồi. Vâng. Chỉ có 28 triệu thôi. Một chiếc Kia Forte rất là đẹp, số sàn. Động cơ 1.6. Vâng. Đây phần tôn gầm của em nó quý chị bạn phải quan sát ạ. Tôn gầm một chiếc xe gia đình. Vâng, kích lốp hệ thống kích lốp cũng như là lốp sơ cua đầy đủ quý anh chị bạn nha. Kích lốp, lốp sơ cua đầy đủ cũng như là tôn gầm sáng bóng quý anh chị bạn. Chưa vết vàng ố han gì cả. Tôn gầm rất là đẹp quý anh chị bạn thì quan sát ạ. Quay qua một chút gầm cũng như cái đường máng nước của nó quý anh chị bạn phải quan sát. Chưa vết vàng ố han gì cả. Chưa vết vàng ố, cái đám này hay bị đọng nước. Nó hay bị ố đám này. Nhưng mà chiếc xe là rất là giữ gìn. Nó chỉ là hơi bị vỡ một chút sơn thôi, chứ hoàn toàn là còn zin. Nó là rất giữ gìn, xe rất là đẹp luôn quý anh chị bạn nhá. Đẹp suýt sao luôn ạ. Vâng, phần gầm của em nó quý anh chị phải quan sát ạ. Gầm của nó rất là đẹp luôn nhá. Vâng, chiếc Kia Forte 2012 đăng ký lần đầu tiên năm 2013, một chủ nữ đi từ mới. Vâng, camera lùi quý anh chị ạ. Camera lùi rất là xịn sò luôn. Xe cực độ rất nhiều đồ chơi. Sau đây em sẽ khởi động khoang động cơ cũng như là lật khoang động cơ quý anh chị bạn tiện quan sát chiếc Kia Forte. Vâng, em này thì đã lên số sàn hệ số số sàn 1.6, 6 cấp nhé quý anh chị bạn nhé. 6 cấp luôn, hộp số 6 cấp. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang lên khóa khiển, khóa thông minh quý anh chị bạn nhé. Khóa khiển start top luôn. Đây, bấm nhẹ một cái là đã nổ rồi. Ôi cái mặt vô lăng với cả tất cả những ấy là tích hợp phím khiển rất là ok luôn. Chiếc Kia Forte đời 2012 đăng ký lần đầu tiên năm 2013 rất là đẹp luôn, xịn sò, màn hình thì Android. Cũng như là cả cái màn hình này thì cái gương chiếu hậu này cũng đã được lên gương điện tử quý chị bạn nhé. Đang lên gương điện tử. Hình như đâu đó là có cả camera hành trình. Có cả camera hành trình trang bị đầy đủ luôn quý chị bạn, hoàn toàn mua về chỉ việc đổ xăng chạy. Đây, hệ thống túi khí cũng như là mọi thứ đầy đủ trên xe. Và ốc bản lề quý chị bạn để quan sát, ốc bản lề nguyên zin nhá. Sau đây em sẽ quay phần khoang máy cũng khởi động khoang động cơ quý chị bạn tiện nghe. Và đứng xa xa này, thì quý chị bạn không thể nghe tiếng của máy nổ luôn. Vâng, giải đèn nét đèn rất đẹp quý anh chị bạn phải quan sát. Giải đèn nét và đèn rất là đẹp luôn. Rồi là form đèn của chiếc Kia Forte này rất là đẹp. Nhỏ gọn, trông mắt đúng là mắt sách rất là đẹp luôn. Vâng, và đây là khoang máy của chiếc Kia Forte. Một chủ nữ đi từ mới. Quý anh chị bạn phải quan sát, ốc trần máy còn nguyên zin, máy nổ rất là êm. Máy nổ thì thầm luôn. Kể cả cái mặt ốp nhựa cũng chưa bị ra quý anh chị bạn ơi. Mặt ốp nhựa rồi chưa bị ra. Vâng. Tất cả mọi thứ, tất thảy mọi thứ còn nguyên zin. Máy số bao zin quý anh chị bạn hoàn toàn yên tâm. Đây cái phần đầu răng này, đầu răng mụn sắp đây, chưa có móp méo gì cả quý anh chị bạn hoàn toàn yên tâm. Chưa có va chạm một chút nào cả. Và nó có xuất sắc thân vỏ bên ngoài kiểu gì cũng phải có rồi. Đây phần mụn sắp và cái đầu răng, hai bên đầu răng quý anh chị bạn hoàn toàn, kể cả ốc ở tai đèn. Mọi thứ rồi còn nguyên zin. Vâng,
chủ đi rất giữ gìn đây. Ốc nắp cabo của quý anh chị này, bao gìn cho chị quý anh chị bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ui dồi, tất cả lỗ kỹ thuật keo chỉ còn nguyên zin này. Cái cửa tiền chưa đến 300 triệu. Cửa tiền chưa đến 300 triệu một chiếc xe bao zin từ đầu đến cuối quý anh chị bạn, từ máy số đến thân vỏ. Vâng. Mỗi lớp sơn là phải chắc chắn là phải qua xử lý rồi. Thôi máy nổ rất là thì thầm luôn. Và giá chỉ 298 triệu thôi. Quý anh chị các bạn nào quan tâm dòng Kia Forte đời 2012 đăng ký lần đầu tiên năm 2013, bản 1.6 số sàn, sẽ nhanh tay nhấc máy alo cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738. Thêm thông tin chi tiết là hình ảnh góc cạnh chiếc xe Kia Forte rất là đẹp luôn. Tư nhân chính chủ, một chủ nữ đi từ mới nhé quý anh chị các bạn nhé. Mang biển kiểm soát 37A08448. Vâng. Biển số gánh rất là đẹp. Vâng, sau đây em sẽ mở cái phần cửa sổ trời quý anh chị các bạn thề. Và cửa sổ trời hoạt động bình thường quý anh chị bạn nhé. Cửa sổ trời vẫn hoạt động bình thường, đóng mở vẫn ok. Vâng, điều hòa thì mát lạnh rồi. Điều hòa dòng xe gia đình này thì nó chỉ hụt ga ít khi hỏng lắm quý anh chị bạn nhé. Điều hòa thì mát lạnh, rất nhiều tiện nghi trên xe, option rất là nhiều luôn. Vâng. Thế quý anh chị các bạn nào quan tâm đến chiếc Kia Forte này, hãy nhanh tay nhấc máy cho em theo số điện thoại 0389726738 để thêm thông tin chi tiết hình ảnh góc cạnh sắc nét chiếc xe Kia Forte này. Vâng, một lần nữa em xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video của em. Vâng.